Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn test net dự án domain Evermod nha các bạn. Thì khi các bạn domain có nghĩa là tên miền nha các bạn. Khi các bạn tham gia test net thì các bạn sẽ nhận được tên miền nè các bạn. Khi mà nó khởi chạy mainnet thì các bạn có thể giao dịch tên miền này ở trên các sàn giao dịch như là NFT Market Plan nè các bạn hoặc là Orbit Market nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần có một cái trình duyệt, đó là trình duyệt Wiki Browser đã tích hợp với MetaMask nha các bạn. Nó giao dịch tên miền này cũng tương tự như NFT thôi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn gõ từ khóa chainlist.org này. Các bạn tích hợp mạng Evermod vào nha các bạn. Một cái mạng Evermod là một cái mạng rất là tiềm năng nha các bạn. Rồi các bạn gõ từ khóa là Evermod này. Evermod. Rồi các bạn mở ra chữ testnet nha các bạn. Rồi sau đó các bạn connect này. Rồi các bạn bấm vào app MetaMask nha các bạn. Sau khi các bạn tích hợp xong thì các bạn copy địa chỉ ví nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một forecast để mình đi forecast token là Evermod để mình đi test nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Evermod nè. Dán vào địa chỉ đây chứ. Rồi bấm nha, tôi không phải là người máy, các bạn yêu cầu nè. Ok, mình đã yêu cầu rồi các bạn. Sau 24 giờ các bạn có thể yêu cầu được nữa nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã có figure là token Evermod xong, các bạn copy link test nè. Evermod.domain nè. Hy vọng mình sẽ nó khởi chạy mainnet, mình sẽ bán được tên miền nha các bạn và sẽ nhận được airdrop của nó nha các bạn. Rồi khi vào các bạn chọn trang web cho máy tính đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn, vì mình đã connect rồi. Đây thì sẽ tên em, thì các bạn tên miền các bạn tự đặt tên miền của mình nha các bạn. Mình sẽ đặt là Hà Nội đi các bạn. Rồi bấm vào search nha các bạn. Ok, tên miền này có người sử dụng rồi thì các bạn đặt. Các bạn tự kiếm cái tên miền mà chưa có người sử dụng nha các bạn. Mình sẽ đi Thừa Thiên Huế thôi. Thừa Thiên Huế. Rồi có người sử dụng rồi ta. Rồi các bạn tự đặt đại đi các bạn. Rồi bạn sạch nha các bạn. Ok, nó hiện ra một xanh xanh, vậy là mình đặt tên miền của mình nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi khi vào thì các bạn bấm vào một reward to register nha các bạn. Mình đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn mở. Đây thì số lượng ngày các bạn tự đặt nha các bạn. Đây mình có thể đặt 2 ngày, 3 ngày gì cũng được. Khuyên các bạn đặt 1 ngày cho phí gas nha các bạn. Bấm register nè. Rồi bạn xác nhận MetaMask của mình nha các bạn. Các bạn có thể, đó là mình có thể tạo mấy ngày đó các bạn. Rồi các bạn bắt đắp đi các bạn. Rồi chờ nó tự tạo một chút xíu nha các bạn. Rồi trong khi đang tạo các bạn nhớ kiểm tra với MetaMask mình, các bạn xác nhận nha các bạn. Đây thì mình khuyên các bạn nên test dự án này nha các bạn. Có rất nhiều là dự án airdrop về tên miền này các bạn, nhưng mình không có tham gia nha các bạn. Vì mình thích NFT hơn. Rồi các bạn vào đây các bạn cơm fit nha các bạn. Máy lọc chậm lâu quá, làm video cũng khó, các bạn thông cảm nha các bạn. Bấm xác nhận. Rồi các bạn bắt đập lại các bạn tạo tên miền xong chưa các bạn. Rồi ok, các bạn bấm vào mục set profile name này các bạn. Chỉnh sửa profile name mình lại nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào mục sale nha các bạn. Các bạn chọn vào tên em mình nè. Malaysia.evermod nè. Rồi bạn bấm sale nha các bạn. Rồi bạn xác nhận không các bạn. Sale. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Bấm lần không ăn. Rồi các bạn bấm xác nhận nè các bạn. Các bạn tốn một chút phí gà các bạn. Đây thì testnet các bạn cứ thoải mái đi nha các bạn. Không có tốn kém gì chứ. Đây chơi cho mình trải nghiệm thôi các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn test net dự án domain Evermod. Sau này có thông tin gì mình sẽ update dự án này tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.